đây là bên. Lên không được đẩy như thế đâu, đẩy cái đĩa là nó sẽ bị nhăn cái vải luôn ấy. Cho thầy một đĩa xong cho mấy mâm một quả là gọi là có là được đấy. Thầy thì mấy cái chỗ này mình cứ thấy nhăn nhăn là hay đẩy cái đĩa lắm, rồi nhấc lên nhấc xuống đừng có đẩy như thế. Trả lời chắc là đang trên đường rồi. Em làm trước một đoạn. Thế lấy ghế về đây ngồi. Nó tăng khỏi nó mà nặng. Dựa vào đây. Khỏi nó mà nặng đến này. Đây. Nghiêng cái lưng vào đây. Bà này mới chửi ba mà con mà bỏi đấy. Bà này bà con đồng ý sửa tang đấy. À, đấy. Khép cái cửa vào đi bà, khép hẳn cái cửa vào xong rồi để cái ghế đằng ra đằng trước. Khép vào đây, đó, cho ghế vào đi.